Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin tweet khóa tài khoản của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Tweet đã khóa tài khoản của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ vì dòng bình luận binh vực chính sách của Trung Quốc đối với người Hồi giáo Ngô Duy Nhĩ ở Tân Cương, và trang mạng xã hội này cho là đã vi phạm chính sách của họ trong việc chống lại phi nhân tính hóa con người. Đại sứ quán Trung Quốc vào hôm 21 tháng 1 đã nói họ cảm thấy hoang mang về hành động của tweet và nói rằng trách nhiệm của sứ quán là vạch ra thông tin sai lệch và làm rõ sự thật. Đây là hình ảnh trang Twitter của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Tài khoản của Đại sứ quán Trung Quốc là Chinese Airbnb US đăng một dòng tweet trong tháng này, nói rằng phụ nữ Duy Ngô Nhĩ đã được giải phóng và không còn là những máy đẻ nữa. Việc dẫn bài tường trình về một cuộc nghiên cứu đăng trên trang China Daily, tờ báo được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Dòng tweet này đã bị tweet xóa đi và thay vào đó là nhãn ghi rằng tweet này không còn được truy cập nữa. Mặc dù tweet đã che lại dòng tweet mà họ cho là vi phạm các chính sách của họ, trang mạng xã hội này đòi hỏi các chủ tài khoản phải tự xóa những dòng chia sẻ đó. Tài khoản của Đại sứ quán Trung Quốc không tải thêm dòng tweet nào từ ngày 9 tháng 1 năm 2020. Và Twitter cũng đã tạm treo tài khoản của Sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ một ngày khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong những giờ cuối cùng tại vị tố cáo Trung Quốc phạm tội diệt chủng ở Tân Cương, điều được chính quyền mới của ông Biden hậu thuẫn. Chính phủ của ông Biden chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters về động thái của tweet này. Và mạng xã hội tweet bị cấm ở Trung Quốc, nhưng truyền thông nhà nước và các nhà ngoại giao của Trung Quốc vẫn thường dùng tweet như một diễn đàn để quyết liệt binh vực lập trường của Bắc Kinh để thực hiện cái gọi là ngoại giao chiến lang của Trung Quốc. Một người phát ngôn viên của tweet vào hôm 21 tháng 1 cũng cho Reuters biết lý do mạng xã hội này đi tới quyết định đó như sau. Chúng tôi đã hành động vì dòng tweet vi phạm chính sách của chúng tôi, chống lại việc phi nhân tính hóa một nhóm người dựa trên tôn giáo, thành phần xã hội, tuổi tác, khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, nguồn gốc, giống dân hay sắc tộc. Người phát ngôn của tweet đã nói như vậy. Tại cuộc họp báo thường lệ vào hôm thứ Năm 21 tháng 1, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh thấy hoang mang về động thái của tweet. Bà Hoa Xuân Ánh cũng nói có rất nhiều báo cáo và thông tin liên quan đến Tân Cương chống lại Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng họ không áp dụng tiêu chuẩn kép trong vấn đề này. Chúng tôi hy vọng họ có thể phân biệt đúng, sai và đâu là thực sự của vấn đề này. Đây là hình ảnh bà Hoa Xuân Ánh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Trung Quốc cũng liên tục bác bỏ những cáo buộc cho rằng họ đàn áp người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương. Một ủy ban Liên Hợp Quốc khẳng định ít nhất là 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ đang bị giam cầm trong các trại giam tập trung ở Tân Cương. Tweet cũng thường ẩn các bài đăng vi phạm chính sách của mình. Đồng thời, mạng xã hội này cũng yêu cầu chủ sở hữu tài khoản phải xóa các bài đăng đó theo cách thủ công. Tài khoản của Đại sứ quán Trung Quốc đã không đăng bất kỳ bài mới nào kể từ ngày 9 tháng 1 tới nay. Động thái trên của tweet cũng diễn ra một ngày sau khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc phạm tội diệt chủng ở Tân Cương. Và đã có rất nhiều bằng chứng chứng minh điều đó được đưa ra công bố trên quốc tế. Đại sứ quán Trung Quốc có trụ sở tại thủ đô Washington đã tham gia tweet từ tháng 7 năm 2019, cũng chưa đưa ra lời bình luận nào. Đây không phải là lần đầu tiên tweet có hành động chống lại các tài khoản liên quan đến Trung Quốc. Được biết vào tháng 7 năm ngoái, mạng xã hội này đã xóa bỏ hơn 170.000 tài khoản với lý do liên quan tới hoạt động gây ảnh hưởng do chính quyền Bắc Kinh hậu thuẫn, nhằm lan truyền các thông tin có lợi cho chính phủ Trung Quốc. Sau khi phía Mỹ cáo buộc Trung Quốc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ phạm các tội ác chống lại nhân loại, Bắc Kinh đã lập tức bác bỏ những lời dối trá phi lý và trả đũa Hoa Kỳ bằng cách trừng phạt 28 quan chức của chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người luôn kịch liệt chống Trung Quốc. Đây là hình ảnh cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo. Trong thông cáo cuối cùng vào ngày 19 tháng 1 năm 2021, với tư cách là Ngoại trưởng Mỹ, ông Mike Pompeo cáo buộc Bắc Kinh tìm cách hủy diệt người Duy Ngô Nhĩ một cách có hệ thống. Theo giới chuyên gia nước ngoài, có gần 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo tại Tân Cương đã phải đi cải tạo chính trị trong những trung tâm dạy nghề, được rào chắn bảo vệ nghiêm ngặt. Hơn 500.000 người được cho là bị cưỡng bức làm việc trên những cánh đồng trồng bông.
phụ nữ Duy Ngô Nhĩ thì bị ép triệt sản, các đền thờ Hồi giáo thì bị phá hủy. Quyết định thể hiện rõ lập trường cứng rắn của Mỹ và sẽ được tiếp tục dưới thời của chính quyền mới trong cuộc đối đầu chưa hồi kết với Trung Quốc từ thương mại đến cạnh tranh công nghệ, ảnh hưởng tại khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương cũng như các hồ sơ Hồng Kông và Đài Loan. Tuy nhiên, cáo buộc Bắc Kinh diệt chủng chỉ mang tính biểu tượng, một đòn tấn công ngoại giao làm tổn hại đến uy tín và hình ảnh của Trung Quốc. Còn về mặt pháp lý thì rất khó có thể trừng phạt chính quyền của Trung Quốc, theo phân tích của giáo sư luật quốc tế Thibault Gras thuộc trường đại học tại Rennes, Pháp, với báo cáo 20 phút vào ngày 21 tháng 1. Theo chuyên gia này, để xét xử một nhà nước trong hồ sơ Duy Ngô Nhĩ là Trung Quốc, chỉ tòa án công lý quốc tế Liên Hợp Quốc mới có thẩm quyền với điều kiện Trung Quốc chấp nhận để bị xét xử. Điều này chắc chắn không bao giờ xảy ra. Ngoài ra, phải tính đến việc Trung Quốc không gia nhập tòa án công lý quốc tế. Tương tự, nếu vấn đề được đưa ra Liên Hợp Quốc, Trung Quốc sẽ phủ quyết với tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an. Trong trường hợp xét xử các quan chức, cá nhân chịu trách nhiệm trong các chiến dịch trấn áp người Duy Ngô Nhĩ, thẩm quyền sẽ thuộc về tòa án hình sự quốc tế. Đây là hình ảnh một khu nhà được cho là trại cải huấn giam giữ người Duy Ngô Nhĩ tại thị trấn A Đồ Sập, phía bắc Khách Thập, Tân Cương, Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Trung Quốc phải mở tiến trình tố tụng, trường hợp này cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Tương tự, Trung Quốc không phê chuẩn quy chế Roma về tòa án hình sự quốc tế. Và nếu vấn đề được đưa ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc như trường hợp của Sudan và ngay cả Libya thì Trung Quốc sẽ có toàn quyền phủ quyết cũng như có thể tin vào sự ủng hộ của Nga. Tác động từ cáo buộc diệt chủng dù được trừng phạt pháp lý nhưng hình ảnh của Trung Quốc sẽ bị tác động xấu trên trường quốc tế. Ngoài việc hứng chịu chỉ trích từ Hoa Kỳ, Trung Quốc còn bị nhiều nước khác đồng loạt lên án như Liên Hiệp Châu Âu, thậm chí Anh và Canada cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng được cho là do cưỡng bức lao động người Duy Ngô Nhĩ. Theo giáo sư luật quốc tế Thibault, lời cáo buộc chính thức của chính quyền Mỹ sẽ khiến Bắc Kinh chịu hậu quả sâu xa và lâu dài. Các nhà đầu tư quốc tế có thể sẽ tránh thị trường Trung Quốc vì không muốn hợp tác với một nhà nước bị cáo buộc là diệt chủng. Hình ảnh một quốc gia không ngừng tìm cách trở thành một siêu cường số một, phần nào cũng sẽ bị hoe nố và cản trở tham vọng mở rộng ảnh hưởng trên trường quốc tế của Trung Quốc. Hôm 19 tháng 1 năm 2020, khi ra điều trần trước Thượng viện để được chấp thuận làm ngoại trưởng thời kỳ Tổng thống Biden, ông Antony Blinken cũng đã tuyên bố như sau: chúng ta có thể chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc. Cũng như chính quyền của Tổng thống tiền nhiệm Donald Trump, ông Blinken xem siêu cường đối địch đối với Hoa Kỳ là thách thức quan trọng nhất với Mỹ, đó là Trung Quốc. Thậm chí nhân vật được ông Biden đề cử là ngoại trưởng còn công nhận là cựu Tổng thống Donald Trump đã có lý khi chọn một lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Tuy ông không đồng tình với cách thức mà ông Trump thể hiện lập trường cứng rắn này, tuyên bố nói trên của ông Blinken chắc chắn cũng sẽ làm nhà tỷ phú Donald Trump mát ruột vì có suốt nhiệm kỳ 4 năm vừa qua, ông Donald Trump vẫn luôn đề cao chiến lược của ông đối với Bắc Kinh. Đây là hình ảnh tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Trong phát biểu từ giã Nhà Trắng vừa qua, cựu Tổng thống Mỹ cũng đã nêu bật rằng chúng ta đã tạo được xung lực mới cho các liên minh của chúng ta và đoàn kết được các quốc gia trên thế giới để đối đầu với Trung Quốc một cách mạnh mẽ chưa từng có. Trong buổi điều trần trước Thượng viện, ông Blinken cũng đã đồng tình với các cáo buộc Trung Quốc phạm tội diệt chủng đối với người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo, như thông cáo của Ngoại trưởng mãn nhiệm Mike Pompeo vừa qua. Về phần Bộ trưởng Tài chính tương lai Janet Yellen, trong cuộc điều trần vừa qua trước Thượng viện, bà cũng đã cho biết là về vấn đề thương mại, chính quyền của Biden cũng sẽ giữ nguyên chính sách của chính quyền Donald Trump. Bà Yellen coi như đã lặp lại đúng những cáo buộc mà Tổng thống mãn nhiệm Cộng hòa thường đưa ra là chúng ta phải tấn công vào những hành động lạm dụng, bất công và bất hợp pháp của Trung Quốc. Cụ thể đó là ăn cắp sở hữu trí tuệ, cưỡng ép chuyển giao công nghệ và trợ cấp trái phép cho các doanh nghiệp nhà nước. Tuy không nêu chi tiết, nhưng Bộ trưởng Tài chính tương lai Janet Yellen hôm qua cũng đã cho biết chính quyền của Biden sẽ sử dụng nhiều công cụ để chống lại những hành động của Bắc Kinh. Chính là nhân danh việc bảo vệ các doanh nghiệp và người lao động Mỹ mà vào năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát động một cuộc chiến tranh thương mại chống cường quốc kinh tế thứ hai của thế giới này. Cuộc thương chiến chỉ tạm ngưng với thỏa thuận mà hai bên ký kết vào tháng 1 năm 2020. Theo đó, Bắc Kinh cam kết sẽ mua thêm hàng hóa của Mỹ, nhưng hai bên vẫn giữ nguyên phần lớn các thuế quan mang tính trừng phạt.
nếu như chính sách của chính quyền Biden đối với Trung Quốc vẫn sẽ cứng rắn giống như thời Donald Trump, tân Tổng thống Mỹ sẽ thay đổi phương pháp. Hoa Kỳ kể từ nay sẽ không đơn phương độc mã trong cuộc đối đầu với Trung Quốc mà sẽ dựa vào các đồng minh. Đây là điều mà cả hai vị bộ trưởng tương lai của ông Biden đều nhấn mạnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 1 năm 2021 với bản tin Tweet khóa tài khoản của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.